Thúy Ngân mắt sáng trực khi nhìn Trương Thế Vinh bị tim qua đường bắt gặp, ngọt ngào thế ai mà chịu nổi đây. Trương Thế Vinh là Thúy Ngân là một trong những cặp đôi được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình. Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ đặc biệt này, nhưng cả hai không ít lần bị thám tử mạng soi loạt khi hẹn hò chất lượng. Và mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cặp đôi tương tác vô cùng ngọt ngào. Theo đó, trong một sự kiện cả hai cùng góp mặt, Thúy Ngân có mặt và ngồi vào vị trí trước. Trương Thế Vinh đến sau và được ekip hướng dẫn chỗ ngồi. Đáng chú ý chính là cameraman bắt được ánh mắt từ trạng thái bình thường chuyển sang sáng trở của Thúy Ngân khi nhìn thấy Trương Thế Vinh. Sau đó cả hai ngồi gần nhau và ghé sát tai nhau để trò chuyện. Loạt cử chỉ thân thiết của cặp đôi khiến netizen không khỏi trần trần. Bên dưới đoạn clip, nhiều người nhận xét cả hai trông rất đẹp đôi và không quên đẩy thuyền lia lịa. Puka Jin Tuấn Kiệt lộ rõ hin sống chung nhà. Tối 26 tháng 12, Puka vui mừng thông báo đã lấy lại được trang Facebook cá nhân. Nữ diễn viên đánh dấu sự kiện đáng nhớ bằng loạt ảnh. Mấy năm nay mọi người nhắn tin chúc mừng mà em không trả lời được, đừng buồn, đừng giận em nha. Cô vui vẻ nhắn nhủ. Với loạt ảnh mới các thánh soi có phát hiện bất ngờ. Netizen soi ra cây thông Noel mà Puka chụp cùng giống y hậu cảnh bức ảnh của Jin Tuấn Kiệt. Từ sự trùng hợp này, cư dân mạng đặt câu hỏi liệu đây có phải bằng chứng cặp đôi sống chung nhà. Puka và Jin Tuấn Kiệt là cặp sao được giới trẻ yêu thích. Mặc dù vướng tin đồn hẹn hò vài năm qua, liên tục bị soi loạt hình khó chối, nhưng người trong cuộc khéo léo phủ nhận cho biết chỉ là mối quan hệ chị em thân thiết. Song thời gian gần đây cả hai không còn ngại việc chung khung hình, thậm chí có những cử chỉ thân mật nơi đông người. Họ đã cởi mở hơn, có vẻ như dần công khai mối quan hệ sau nhiều năm được đẩy.